diễn viên Hollywood hạng A, nhưng vô tình lại trở thành một đặc vụ CIA chống khủng bố. Nicolas Cage là một diễn viên nổi tiếng, từ thập niên 9X đến 2K. Những vai diễn để đời của anh khiến anh có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng ai cũng chỉ có một thời, Cage hiện tại không còn giữ được phong độ như trước. Anh mất đi nét diễn thời còn trẻ, bị nhiều tuyển trạch phim từ chối các vai diễn. Anh bạn Nicky chính là một bản thể thành công của anh, Cage tưởng tượng ra anh ấy để ăn mày quá khứ, về những bộ phim đã tạo nên thương hiệu. Đã thế Cage còn không có mối quan hệ tốt với con gái mình là Eddie, vợ cũ của anh kêu anh nên giải nghệ đi về bà nuôi. Đang nói chuyện thì một cuộc gọi tới, người đại diện của Cage rủ ông đi thư giãn, nằm xuống cho hai anh đầu chọc tét mông cảm giác thật là đã quá. Finn nói rằng, anh vừa tìm được một mối cho Cage, vụ này nếu hoàn thành, Cage có thể nhận khoảng 1 triệu đô thù lao, bù đắp luôn khoản nợ nhà 600.000 đô. Tất nhiên cơ hội này Cage không thể bỏ qua, tưởng vớ được mối ngon, cho đến khi về nhà, Cage nhận cuộc gọi từ Finn. Anh ấy nói rằng bên làm phim đã thuê một người khác thay anh rồi, cuộc đời đang nở hoa đột nhiên lại lụi tàn. Nó lại đúng vào ngày sinh nhật của con gái anh nữa. Chưa bao giờ trong thâm tâm Cage lại nghĩ đến viễn cảnh sự nghiệp lụi tàn đến mức như này, ngay cả căn nhà ở cũng bị khóa vị không trả tiền nhà đúng hạn. Trong giây phút đó, Cage gọi điện cho Finn, anh nói rằng mình muốn giải nghệ, mà trước khi giải nghệ anh sẽ tham gia bộ phim triệu đô của tên tỷ phú Finn giới thiệu. Cage ngồi xem TV thấy thông tin con gái tổng thống đã bị bắt cóc và không rõ tung tích, anh cũng méo quan tâm lắm. Một bà chị đầu chọc giao cấu với một tên xấu xa nào đó theo dõi Cage, đợi khi Cage xuống máy bay, chị chọc làm quen với anh, chị xin phép được chụp ảnh với idol, đồng thời bỏ thêm định vị GPS vào túi áo Cage. Giao cấu xong thì Cage cũng rời đi không để ý gì cả. Cage được đưa đến nhà của tỷ phú Javi, ông bạn này cũng là một fan cứng cựa của Cage, anh đã tự viết một bộ phim và muốn Cage làm diễn viên chính trong bộ phim đó. Lần đầu được gặp idol còn hơi bỡ ngỡ, cô gái này là Gabrielle, còn tên đầu trắng này là em trai Javi, Lucas. Sáng hôm sau, Cage được Javi dẫn tới vách đá mà anh thích nhất. Javi nhập tâm vào nhân vật và kịch bản của mình, nói như thằng dở. Với sự tâm huyết đó, Cage nhập vai cùng Javi, nhưng diễn nhập tâm quá khiến cả hai nhảy xuống vách đá tí thì hẹo. Tại đây hai người ngắm bình minh cùng nhau, chia sẻ câu chuyện về gia đình và sự nghiệp. Cage nhận thấy rằng, anh bạn Javi này không những cùng sở thích mà còn rất hợp cạ với anh. Nói chuyện chán rồi thì ngồi xem phim khóc hu hu. Javi gửi cho Cage đoạn kịch bản anh viết. Cage sau đó đến quán bar uống rượu, anh gặp lại Nicky, thanh niên cứ xuất hiện lúc nào là lại khịa Cage lúc đó, lại còn cháo lưỡi với nhau ghê vãi cả đái. Uống rượu xong Cage đi về, anh vô tình bị đám người nào đó bắt cóc lên xe. Đó là chị Chọc và Martin, hai người là đặc vụ CIA. Chị Chọc nói rằng chị đang theo dõi Javi vì hắn có thể là tên trùm buôn vũ khí trái phép. Cage quả quyết cho rằng với nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, anh tin Javi không phải là kẻ đó. Chị Chọc cho Cage xem con gái của tổng thống bị bắt cóc, có thể bọn chúng bắt cô bé để cho ông tổng thống phải từ chức, thuận lợi cho một tên lãnh đạo có quan hệ với chúng. Chị Chọc yêu cầu Cage làm gián điệp cho chị, nếu không con gái của Cage sẽ có vấn đề ngay đấy. Trong buổi tiệc của Javi, Cage được chị Chọc ra lệnh mò vào phòng điều khiển của biệt thự, sau đó đặt camera ở đó. Martin phát hiện có một bảo vệ đang đến, anh yêu cầu Cage sử dụng tấm dính đã chuẩn bị, chỉ cần sờ vào cơ thể anh sẽ hạ gục được hắn ngay. Nhưng trong phim nó khác ngoài đời lắm anh dài ạ. Cage vô tình sờ tay lên trán, ngay lập tức anh bị choáng, đã thế cánh cửa nó đóng nghĩa lại éo trốn được. Chị Chọc kêu Cage bò ra ngoài cửa sổ, bảo vệ vào trong phòng. Cage không còn giữ được tỉnh táo nữa, anh bò vào trong cửa sổ, lết thân mình lấy cọng thuốc giải, đến lúc lấy được rồi thì anh ngủ mẹ luôn. Chị Chọc đột nhiên nghĩ ra cách, Cage tỉnh dậy luôn, đúng là diễn viên hạng A có khác. Anh tiêm thuốc giải vào chân, may mắn trốn thoát bảo vệ. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu, chị Chọc nói rằng con gái của tổng thống có thể đang ở trong dinh thự này. Chị yêu cầu Cage tìm và giải cứu cô bé, mặc dù éo muốn làm nhưng bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, Cage lại chấp nhận. Anh trở về phòng, xem lại những bộ phim mà anh làm thám tử, đang xem thì chị Chọc gọi tới. Chị gửi cho anh nơi mà con gái tổng thống bị nhốt. Cage theo địa củi mò đến khuôn viên thì gặp Javi, Javi rủ anh đi chơi, đồng thời cho anh ít ma túy lỏng cho đời nó phê pha. Hai ông anh đi lượn xung quanh đây, chị Chọc lại nhắn tin cho Cage, anh đang phê quá nên gác lại chuyện tìm con gái tổng thống sau. Hai thanh niên phê đá còn tự nhận hai người kia đang theo dõi mình. Cage cùng Javi bỏ chạy, chạy đến một bức tường cao, Javi làm bệ cho Cage trèo lên tường. Sau đó thanh niên được kéo lên nhưng năng quá tụt miệng xuống, đang phê nên cứ nghĩ đây là bức đường cùng. Hãy đi đi người anh em, hãy để tôi chết ở đây như một anh hùng. Đừng mà bro, tôi sẽ nhớ anh lắm đó. Cage nhảy qua bên kia bờ tường. À, có gì đó lạ lắm, chúng ta có thể đi ngoành được người anh em à. Hai người lái xe về dinh thự, Cage để Javi ngủ trên xe. Anh túc tiệp làm nhiệm vụ do thám căn phòng bí mật ở khu phức hợp. Đang mò mẫm thì Javi xuất hiện. Anh nói nếu Cage xem được những thứ trong phòng đó, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt đấy. Javi mở cửa cho Cage vào trong. Thì ra trong đây là full bộ sưu tập về Nicolas Cage. Mỗi bộ phim Cage đóng, Javi đều có một vật kỷ niệm. Đúng fan cuồng có khác, Cage vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng. Chị Chọc nói rằng, anh có thể tự tạo ra một tình huống bắt cô ca giống trong bộ phim của Javi. Từ đó có thể sẽ có thêm thông tin. Cage làm theo chị dạy, đã không làm được rồi còn bị Javi kêu người đưa hai vợ con tới.
Anh ấy muốn Kate và gia đình mình giảng hòa về những chuyện đã xảy ra trước đó. Đang nói chuyện thì cô thư ký tới, Javi đi gặp lại em trai mình Lucas. Tại đây anh biết rằng, kẻ bắt cóc con gái của Tổng thống chính là em trai mình. Và hắn biết rằng Kate là gián điệp bên CIA cài vào. Hắn bắt Javi phải giết Kate, nếu không chính hắn sẽ giết cả hai. Javi trong tình thế rất khó xử. Hai người gặp lại nhau nhưng lại không muốn làm hại nhau. Vì tình bạn của Kate và Javi đã trở nên rất gắn kết. Javi dẫn Kate vào bụi, anh biết mình phải làm điều này để bảo vệ mình. Kết cũng chĩa khẩu súng vào Javi, nào nào anh bạn, anh muốn giết tôi sao, không anh giết tôi trước đi rồi tôi giết anh. Sau một hồi rằng co éo giết được nhau, thì đám tay sai của Lucas tấn công cả hai. Hai người chạy thục mạng vì đây éo phải là phim, chạy một lúc thì đến giảng đá. Tôi nghĩ anh nên chạy ra đó lấy xe để đón tôi anh bạn à. Không thế bro, sao anh éo chạy đi, thôi ok để tao chạy ra vậy. Hai người ẵm được con xe nhưng lại bị mấy thằng lái mô tô đuổi theo. Với kỹ năng lái xe trong phim của mình, Kết đã nhanh chóng hạ gục được hai tên củ chuối đó. Anh lái xe về dinh thự đón vợ cũ và cô thư ký xinh đẹp đi. Chị Chọc gọi điện cho anh, nói rằng con gái của Kate đã bị bắt cóc. Nhưng họ không biết rằng chị Chọc bị đám người của Lucas khống chế. Kate lái xe đến nơi, chị Chọc cố gắng hạ gục mấy tên thuộc hạ. Nhưng đã bị bắn chết, Kate và mọi người không thể dựa dẫm vào CIA nữa. Bọn họ phải tự thực hiện cụ nào. Javi nói rằng họ có thể đột nhập trực tiếp vào trong dinh thự. Kate sẽ hóa trang thành khách hàng của Lucas. Vì hắn không biết mặt nên sẽ an toàn cho anh. Mới gặp lần đầu mà hắn đã lấy dao kề cổ sợ đái ra quần luôn á. Cũng may hắn chỉ muốn dọa anh một tẹo. Hai người đột nhập vào trong hầm trú ẩn. Tại đây gặp một tên hảo vệ, Kết đấm béo cái hắn ngủm luôn. Nhưng sau đó anh lại bị một tên khác khống chế nên đã bị bắt tới gặp Lucas. Lucas nhìn một lúc mới để ý, anh chính là Kết. Không còn cách nào, Kết tóm lấy khẩu súng khống chế Lucas. Bà vợ giải cứu hai đứa bé rời khỏi đây, đi ra ngoài. Javi xuất hiện, anh phải vào hỗ trợ Kết. Với kinh nghiệm đóng phim mấy chục năm, những tính thế bị chĩa súng này, Kết biết mình phải làm gì. Anh cướp súng của Lucas bắn hắn và hạ một tên khác. Javi vào hạ nốt hai tên, cả hai chạy khỏi đây. Mọi người lên xe chạy trốn, mấy tên tay sai đuôi theo họ. Javi cảm thấy mình nên ở lại để đối mặt với trai mình. Anh nhảy xuống xe, vĩnh biệt huynh đài nhé. Cô thư ký cũng nhảy xuống theo. Hai người chĩa súng vào đoàn xe bắn bay được một chiếc trước khi bị Lucas cho ăn đạn ngủm luôn. Với kỹ năng lái xe thượng thừa, Kết lạng lách đánh võng. Đó là lý do vì sao anh chưa bao giờ cần diễn viên đóng thế cho các cảnh lái xe cả. Anh tổ lái đâm thẳng vào đại sứ quán cho nó máu. Tên Lucas cũng đuổi theo sau, hắn vác súng ra hăm dọa Kết. Ôi bạn ơi đừng bao giờ chĩa súng vào ngôi sao hạng A Hollywood. Con gái anh ném cho con dao, Kết bắt lấy và đâm thẳng vào người hắn ngủm luôn. Và thế là hết, cuộc chiến đã kết thúc. Một thời gian sau đó bộ phim của Javi đã được sản xuất, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ nhà phê bình. Mối quan hệ của vợ và con gái Kết cũng đã hàn gắn lại với nhau. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé, bye bye.